Dài đẹp hôm nay gọi là cái gì nhỉ? Hôm nay con gì con hay nói trầm cảm, hôm nay bị trầm cảm. Rồi, bữa trưa. Bữa nay là bữa gì? Bữa sáng của cô Hằng ha, bữa nay còn chưa ăn nữa. Là cái mặt này Africa. Vừa rồi lẽ ra tắm à, vừa rồi tắm cho nó là dội nước sôi cho nó là phải quay chứ. Hai em vịt vừa được tắm nước sôi. Đó, xong bây giờ để cho cái da nó khô. Nó khô thì nó lúc mà mình quay nó sẽ giòn. Thế trưởng bữa nay cho ăn cho bữa nay được ăn chưa hay là mai đêm mai được ăn mai thì nghỉ? Mai em nghỉ mà. À, sao? Thế bữa nay quay à? Tối nay quay hả? Quay chắc ở đây quay mai ăn. Oh, đây em nó đã lên thớt, chui vào lò. À, hai em đi quay. Làm sao? Hát cái còi. À, đó bao nhiêu độ? 180 độ hả? Ủa cái 100 độ kia là gì? Bốc hơi à hay gì vậy? Cầm độ là cái độ phút của nó là 100, nếu mà hơn phút nó sẽ tự hủy. Chị thấy để 100% mà. Nhảy chơi mà. Vậy đó hả? Trời ơi, bao lâu nữa được ăn hả? Trời. Hay là trứng cho khách đúng không? Trứng đỏ đỏ xanh cho khách phải không? Hai con em gì đã xong. Chuẩn bị lên thôi. Mình chưa mà nó cũng cố nó xí vô á, nó kêu bằng bon chen hai miếng cá vô cho nó hoành chế. Trời đất ơi, nó cố gắng nó đưa về. Trời 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 rồi. Ui hấp dẫn. Ồ cái nước đổ ra cái đậu cá chén. Chưa thấy có ai không? Sao mình làm. Ui trời ơi, trời mình làm miếng đùi nè. Có miếng nào có cái da? Có ăn thích da à? Dạ. Ăn cái gì ăn cô? Đây á. Đây cái này đi ăn. Dạ. Cái này nó có da nhiều. Còn lưỡi thôi em ạ. Dạ dạ ok. Rồi. Okay. Nóng quá à. Đấy à. Ui nóng quá. Ui thơm ngon nhỉ, lá chiến. À Hùng nó chê, khỏi chứ Hùng ăn luôn. Mình ăn. Tội nghiệp nha, Hùng nó theo đạo thế là nó bị nó ăn chay vậy nè. Bữa nay nhịn không? Ui trời ơi các bạn, chặt tan nát đời hoa luôn. Nè như nước sốt làm. Còn đây là nước sốt ở trong bụng con vịt. Mắm nè. I think so will Bella. Bella đi đâu? Spanish? Nè. Thuộc à? Khai? Nè. Cài như vậy ta phải không? Không cài lắm đâu. Okay. Xong thêm nhiều cái này đi thêm cái này xong thêm cái sốt bên đó. À, ok. Yes. Yeah. Nước trong con vịt bụng. Bụng vịt. Tất cả đã lên chương trình sẵn à, khỏi lo ha.